Tô quyết đánh cho Huệ rút, đánh cho Huệ nhào. Thông tin bắt Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Thuận An Group đã tràn lan trên mạng xã hội, nhưng báo chí của nhà nước thì vẫn chưa hé răng. Đối với báo chí nhà nước, không biết ông chủ hiện nay của họ là Ban Tuyên giáo hay Bộ Công an. Trước đây báo chí thì tuân theo mọi chỉ thị từ Ban Tuyên giáo, nhưng nay có vẻ như là báo chí chỉ dám loan tin sau khi ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, lên tiếng. Việc hốt tập đoàn Phúc Sơn rồi sau đó bắt sống lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi mà không chờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật đảng công bố trước, cho thấy Tô Lâm đã vượt rào. Rào cản đó chính là quy trình xử lý cán bộ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra. Như vậy, một khi Tô Lâm vượt qua được rào cản này, thì ông chính là người đang làm chủ cuộc chơi. Tô Lâm đang nắm quyền bắt sống các đồng chí và điều khiển báo chí trong nước. Một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết hiện nay Tô Lâm đã tạm giam em trai của ông Vương Đình Huệ. Nếu đây là sự thật thì có thể nói người nhà của ông Vương Đình Huệ đang là con tin nằm trong tay của Tô Lâm. Khi vượt qua rào cản quy trình xử lý kỷ luật, sức mạnh của Tô Lâm là một, thì khi chiếm được quyền điều khiển báo chí, sức mạnh của Tô Lâm được tăng lên gấp bội. Có khả năng Tô Lâm bắt giữ em trai của Vương Đình Huệ để gây áp lực, buộc đối thủ rút khỏi cuộc đua. Bởi việc bắt giữ chưa được công khai trên báo chí, nên Tô Lâm hoàn toàn có thể giam giữ hoặc thả ra. Mọi chuyện đều nằm trong ý muốn của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu ông Huệ làm căng, thì rất có thể Tô Lâm sẽ tung tin vụ bắt giữ nói trên lên báo chí, thì lúc đó không thể dàn xếp trong bóng tối được nữa. Hiện Tô Lâm đã điều khiển được cả báo chí, nếu Vương Đình Huệ không cân nhắc kỹ, có thể dính đòn rất nặng. Lâu nay, ông Vương Đình Huệ được Tổng Trọng rào chắn để bảo vệ, nhưng giờ đây ông Tổng không còn đủ quyền uy như trước nữa, buộc lòng Vương Đình Huệ phải ra mặt tự lo cho số phận của mình, thay vì nằm im chờ đợi ông Tổng sắp xếp. Chuyến đi Trung Quốc của ông Vương Đình Huệ đã mang đến cho Trung Quốc cơ hội mở rộng đại dự án Vành đai và Con đường với đề nghị xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam nối Việt Nam với Trung Quốc. Đây là món quà lớn mà ông Huệ dâng lên cho Tập Cận Bình. Liệu món quà này có đổi được sự ủng hộ của Tập Cận Bình hay không thì phải chờ thời gian mới biết kết quả. Bởi những thỏa thuận này không công khai, người dân chỉ có thể suy đoán thông qua hành động. Việc cầu viện Thiên Triều không phải là lợi thế tuyệt đối của ông Vương Đình Huệ, và đây cũng là chiêu bài ông Tô Lâm đã áp dụng từ tháng 9 năm 2023. Ông Huệ chỉ có lợi thế hơn Tô Lâm ở chỗ ông được gặp trực tiếp Tập Cận Bình, còn Tô Lâm thì chỉ gặp được những đại diện cho Tập Cận Bình, chứ không được gặp trực tiếp. Không biết giữa Tô Lâm và Vương Đình Huệ, ai đã mang cho Tập Cận Bình lợi ích nhiều hơn? Chuyến đi cầu viện của Vương Đình Huệ khiến cho Tô Lâm điên tiết. Ở trong nước, Huệ thì bám vào số đông trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên, bên ngoài Bộ Chính trị thì Tô Lâm lại tỏ ra vượt trội hơn khi ông cho bắt một loạt ủy viên Trung ương Đảng mà không thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật trước. Ủy ban này là vũ khí kiểm soát Trung ương Đảng, bởi quan chức của Đảng Cộng sản không ai mà không dính phốt cả. Tô Lâm đang đánh mạnh vào doanh nghiệp sân sau và người nhà của ông Huệ, hy vọng ông chủ động rút khỏi cuộc đua. Nếu ông Huệ không chịu rút mà quyết đối đầu, thì có thể lúc đó Tô Lâm sẽ đánh cho ông Huệ nhào khỏi ghế như Võ Văn Thưởng vậy. Giờ đây Tô Lâm đang nổi lên là một người manh động và đầy toan tính. Nếu ông Huệ quyết ăn thua đủ với Tô Lâm, thì có lẽ thời gian tới sẽ có nhiều cảnh quay hấp dẫn của bộ phim bom tấn chấn động nhất từ trước đến nay. Vừa nắm quyền bắt sống, vừa nắm quyền điều khiển báo chí, Tô Lâm đang có trong tay hai thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Nếu không cẩn thận, Vương Đình Huệ có thể bị nhào dưới tay Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm quyết đánh cho Huệ rút, đánh cho Huệ nhào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.
mải cầu viện Bắc Triều, tô cho đột nhập vào sân sau nhà Huệ Vương đánh úp. Trong khi ông Vương Đình Huệ đang có chuyến đi dài ngày đến Bắc Kinh, thì ở Việt Nam rộ tin đồn ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Thuận An Group, bị cơ quan cảnh sát điều tra kinh tế C03 bắt giữ vào sáng ngày 8 tháng 4. Tức là ông Hưng bị bắt ngay khi ông Huệ vừa đặt chân xuống Bắc Kinh và gặp Tập Cận Bình. Thông tin ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt chỉ là tin ngoài luồng, Bộ Công an chưa chính thức thông báo. Hiện nay những thông tin về đấu đá cung đình đều xuất hiện dưới dạng tin đồn. Còn báo chí nô bộc không được hé răng khi chủ chưa cho phép. Thông tin cho biết ông Tô Lâm cho bắt Nguyễn Duy Hưng nhưng chưa công bố. Sau khi có tin đồn chủ tịch tập đoàn Thuận An bị bắt thì trang web của tập đoàn này cũng bị đóng một cách hết sức khó hiểu. Vương Đình Huệ gặp Tập Cận Bình khiến Tô Lâm như ngồi trên đống lửa. Tập đoàn Thuận An là một tập đoàn rất mạnh trong lĩnh vực xây dựng cầu đường. Mỗi năm, Bộ Giao thông Vận tải được rót vốn ngân sách rất lớn, chỉ sau Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, trong đó có ngân sách dành cho các dạng dưới dự án xây dựng hạ tầng cơ sở. Việc lùa các dự án cầu đường có quy mô quốc gia vào tay sân sau khiến các thế lực chính trị đỡ đầu trở nên giàu có. Ông Nguyễn Duy Hưng là người Nghệ An và ai cũng biết nhóm Nghệ An đang là nhóm mạnh nhất trong Trung ương Đảng. Có ý kiến cho rằng chủ nghĩa bè phái địa phương trong nhóm Nghệ An rất mạnh. Từ thời ông Nguyễn Sinh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau đó làm Phó Thủ tướng Thường trực, rồi vào tứ trụ với chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Vương Đình Huệ là người được ông Nguyễn Sinh Hùng nâng đỡ. Hiện nay Bộ trưởng Bộ Tài chính là ông Hồ Đức Phước, cũng là người Nghệ An. Lợi ích nhóm trong Đảng Cộng sản là sự kết hợp giữa nhóm chính trị và các doanh nghiệp sân sau. Nhóm Nghệ An cũng không ngoại lệ. Với lực lượng hùng hậu bậc nhất trong Trung ương Đảng, với 3 ủy viên Bộ Chính trị, 10 ủy viên Trung ương Đảng và 1 ủy viên dự khuyết thì không thể không nuôi những doanh nghiệp sân sau để mà vơ vét dự án. Tập đoàn Thuận An được cho là một trong các sân sau của nhóm này. Nếu thông tin này là sự thật thì đây chính là đòn đánh của Tô Lâm nhắm vào nhóm Nghệ An, đặc biệt nhắm vào ông Vương Đình Huệ. Bởi vũ khí lợi hại nhất của Tô Lâm chính là nắm được các bí mật của các đồng chí trong đảng. Tô Lâm quyết chiến với Vương Đình Huệ tới cùng. Giữa Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng, Tô Lâm xem Vương Đình Huệ mới là đối thủ, còn Võ Văn Thưởng chỉ là lót đường. Ông Tô Lâm đánh Võ Văn Thưởng không phải vì tham cái ghế ông Thưởng, mà chỉ vì muốn giành cái ghế của ông Thưởng để mà ngồi tạm. Cản lực lớn nhất của ông Tô Lâm hiện nay là ông Vương Đình Huệ, đặc biệt khi ông Huệ đang có chuyến đi dài ngày đến Bắc Kinh và gặp trực tiếp Tập Cận Bình. Nếu Tô Lâm không ra đòn thì rất có thể Vương Đình Huệ sẽ là người chiến thắng. Cũng từ hậu pháo và tập đoàn Phúc Sơn, ông Tô Lâm ép được ông Trọng phải loại ông Võ Văn Thưởng ra khỏi vũ đài chính trị. Giờ đây ông Tô Lâm lại lặp lại đòn đánh tương tự như ông đã ra tay với Võ Văn Thưởng chỉ cách đây thời gian ngắn. Chưa biết Vương Đình Huệ sẽ đối phó như thế nào, nhưng ông Huệ không thể coi thường Tô Lâm, cũng như Tô Lâm không dám coi thường ông Huệ. Tô Lâm đã từng ép ông Trọng thịt một đệ tử, thì giờ ép tiếp ông Trọng phải thịt tiếp một đệ tử nữa. Chưa rõ Tô Lâm có thành công hay không. Khi có thông tin nhóm Nghệ An đưa Phan Đình Trạc nhảy vào Bộ Công an tranh phần với nhóm Hưng Yên, thì lập tức mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn một ca sĩ đi Mỹ xin cho ông Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, Vương Đình Huệ lại phớt lờ thông tin này, vẫn tiếp tục sang Bắc Kinh xin trợ giúp, thì Tô Lâm đã đẩy thêm một bước nữa là hốt sân sau của ông Vương Đình Huệ. Một đòn liên hoàn cước của Tô Lâm. Cả hai đang leo thang, muốn biết ai thắng thì phải chờ thời gian trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Mài cầu viện Bắc Triều, Tô Lâm cho đột nhập sân sau nhà Huệ Vương để mà đánh úp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.